Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau. Hội người cao tuổi xã Nhật Tân và nhiều hoạt động văn hóa nhân tháng hành động vì người cao tuổi. Hạnh phúc của gia đình tứ đại đồng đường. Nhiều hộ dân ở xã Quang Hưng bị ô nhiễm vì chất thải chăn nuôi. Trong một góc nhìn văn hóa tuần này là phóng sự, niềm vui và những nỗi lo mùa cưới. Đình, chùa Hiến, dấu ấn một thời của phố Hiến sẽ là phóng sự trong mục Tinh hoa phố Hiến. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, Hội Người Cao Tuổi xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ đã tổ chức hàng loạt các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ trong các chi hội của xã. Tuy tuổi đã cao, song các hội viên trong 6 chi hội người cao tuổi của xã vẫn say sưa biểu diễn những làn điệu dân ca truyền thống, những ca khúc tuyên truyền cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đổi mới. Đồng thời, nhân tháng hành động vì người cao tuổi, Hội Người Cao Tuổi xã Nhật Tân cũng vừa thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, gồm 53 thành viên chia thành các tổ. Tổ tình nguyện viên giúp đỡ người nghèo cô đơn, tổ vay vốn tăng thu nhập, tổ văn nghệ thể thao, tổ xây dựng quỹ vận động nhân lực. Qua đó, câu lạc bộ liên kết các thành viên thúc đẩy tinh thần đoàn kết, chăm sóc giúp đỡ lẫn nhau nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi trong cộng đồng khu dân cư. Được thành lập từ năm 2012, đến nay, sau hơn 5 năm hoạt động, câu lạc bộ thơ hương Nhãn Lồng Hưng Yên đã trở thành điểm hẹn của những người yêu thơ ca trên địa bàn toàn tỉnh. Câu lạc bộ thơ hương Nhãn Lồng Hưng Yên có 37 hội viên đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh. Họ là những cựu thanh niên xung phong, cán bộ, công chức nghỉ hưu, yêu thích và có năng khiếu sáng tác thơ ca, tự nguyện tập hợp nhau lại cùng nhau sinh hoạt thơ ca để thỏa mãn niềm đam mê. Vào ngày 14 âm lịch hàng tháng, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt thơ ca để các hội viên đọc cho nhau nghe những vần thơ vừa viết xong, góp ý trao đổi và tìm ra những câu thơ hay, những áng thơ đẹp. Trong 5 năm qua, câu lạc bộ đã xuất bản được 5 tập thơ mang tên Hương Nhãn Lồng, tuyển tập hơn 1.000 bài thơ với đề tài phong phú, lấy cảm hứng từ cuộc sống. Trong những năm qua, đời sống văn hóa tinh thần của người dân thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ ngày càng được nâng cao. Trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội văn nghệ của thôn. Đội văn nghệ thôn Bình Phú thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong thôn tham gia như cựu chiến binh, người cao tuổi, hội viên hội phụ nữ. Đội văn nghệ thường xuyên luyện tập các tiết mục văn nghệ và tiểu phẩm ca ngợi quê hương, phong trào xây dựng nông thôn mới, bài trừ các thói hư tật xấu để biểu diễn phục vụ nhân dân trong thôn vào ngày lễ, ngày hội làng. Một số tiết mục của đội văn nghệ thôn Bình Phú tự biên tự diễn để lại được ấn tượng như bài hát văn Yêu Sao Bình Phú Quê Mình, nội dung ca ngợi quê hương đổi mới, tiểu phẩm Bừng Tỉnh nói về phong trào xây dựng nghĩa trang đồng bộ trong thôn. Từ đầu năm đến nay, thư viện tỉnh luân chuyển hơn 45.000 lượt sách báo tài liệu về thư viện, tủ sách cơ sở, bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh. Các đầu sách được luân chuyển chủ yếu là sách lịch sử, chính trị, y học, chăm sóc sức khỏe, sách tham khảo cho học sinh và truyện dành cho thanh thiếu nhi. Những tủ sách hoạt động tốt đã được luân chuyển với tổng số sách từ 500 đến 1.000 cuốn. Việc luân chuyển sách của thư viện tỉnh đã làm phong phú kho sách ở cơ sở, thu hút được nhiều bạn đọc, tạo cơ hội để người dân tiếp cận văn hóa đọc và hình thành thói quen đọc sách. Một số nơi đã làm tốt công tác luân chuyển và phục vụ bạn đọc tốt như thư viện xã Nhân La, huyện Kim Động, tủ sách người cao tuổi thôn Tiên Kiều, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi. Hơn chục năm nay, ông Nguyễn Hữu Dự ở thôn Tượng Cước, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi vẫn miệt mài sưu tầm các tài liệu, viết những cuốn sách về làng bằng sự tâm huyết của mình. Ông bắt đầu công việc này từ năm 1995 khi được chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm đề cử ông tìm tài liệu để viết về lịch sử của đình làng. Ông đã đi nhiều nơi thờ thành hoàng Đỗ Anh Vũ ở Hưng Yên và Hải Dương để tìm lại các tư liệu về vị thành hoàng này. Đồng thời, ông cũng chụp lại kiến trúc của đình, các hoa văn trang trí, mang các sắc phong đến các viện nghiên cứu để dịch thuật và xác định được đình mang phong cách kiến trúc thời Lý, có những chỉnh sửa vào thời Nguyễn. Sau cuốn sách viết về đình làng, ông đang triển khai viết sách về đời sống con người Tượng Cước xưa và nay. Mấy chục năm nay, bốn thế hệ con cháu của gia đình cụ Vũ Công Hào ở xã Ông Đình, huyện Khoái Châu vẫn duy trì nếp sống ăn chung ở chung. Cụ sinh được 4 người con trai và 3 người con gái. Hiện nay, cụ Hào đang sống cùng gia đình người con trai thứ 7.
Cụ hiện có 22 người cháu và 20 chắt. Các con cháu của cụ chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và hoạt động kinh doanh. Gia đình cụ luôn đi đầu gương mẫu chấp hành các quy định và tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Mặc dù nhà đông con nhiều cháu, nhưng trong những năm qua, các thành viên trong gia đình đã phấn đấu không ngừng để gia đình luôn hòa thuận, hạnh phúc. Nhiều năm liền đạt danh hiệu ông bà gương mẫu, con trung hiếu, cháu thả huyền. Những năm gần đây, thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ phát triển về chăn nuôi. Một số hộ dân nuôi lợn có quy mô lên tới hàng trăm con. Song đi cùng với sự phát triển về chăn nuôi, môi trường tại đây đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Chất thải từ các hộ nuôi lợn đổ ra con mương này. Nước mương luôn trong tình trạng đen đặc, bốc mùi hôi thối. Vào mùa hè thu, khu vực này rất nhiều ruồi nhặng. Mặc dù các hộ chăn nuôi lợn đã sử dụng hầm biogas, tuy nhiên vẫn gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu tới đời sống và sức khỏe của người dân. Nhân dân ở đây cũng nhiều lần phản ánh lên các cấp chính quyền, nhưng tình trạng này vẫn chưa có chuyển biến. Cưới hỏi là việc trọng đại của cả cuộc đời, và ngày cưới cũng là ngày vui, ngày hạnh phúc của đôi lứa và gia đình. Nhưng khi những hủ tục về cưới hỏi không được giản tiện mà càng ngày càng phô trương hình thức, đặc biệt là vấn đề cỗ bàn linh đình mời mọc tràn lan, thì niềm vui của người này trở thành nỗi lo của rất nhiều người khác, đặc biệt là những gia đình không có điều kiện kinh tế. Mùa cưới góc nhìn từ những nỗi lo. Ở cái tuổi ngoài 70, với hơn 1 triệu tiền lương hưu mỗi tháng và hơn 20 con gà trong chuồng cùng mấy tạ thóc trong thùng là tất cả để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày của ông bà Nghĩa Tứ ở thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Tuy nhiên, khi mùa cưới đến thì từng ấy tài sản của ông bà cũng chỉ đủ để đi mừng vài đám cỗ cưới. Đó cũng là hoàn cảnh kinh tế của phần lớn các gia đình cao tuổi ở nông thôn, và mỗi mùa cưới đến lại là nỗi lo của họ. Dù như có ngày thứ ba đám cho ạ, thì phải hết độ 600, thì mình phải những ngày sau mình phải tiết kiệm đi thôi. Không chỉ với những người nông dân mà đối với những người cán bộ công chức thì cũng không thiếu những nỗi lo. Tính như ông Lê Đình Tuấn, công chức văn hóa ở xã Liêu Xá, tháng nào vào mùa cưới rộ thì tiền lương cũng chỉ đủ để đi ăn cỗ. Nếu mà cái mức mà thời điểm mà cưới nhiều đông rộng như nào, coi như là từ 3 đến 4 đám một ngày. Bạn bình thường là coi là từ 500 trở xuống, nếu mà người dân đi là coi là 200. Gia đình coi là anh em ruột thì là chắc là coi là từ 1 triệu đến 1 triệu 500 nghìn. Đó là những nỗi lo của người được mời cưới, còn người tổ chức đám cưới cũng lo không kém. Lo tiền trang trải đám cưới, cỗ bàn có khi lên tới hàng trăm triệu đồng, lo tổ chức sao cho thật đàng hoàng và không để người đời chê trách. Và cả việc nhận được tiền mừng nhiều cũng là một nỗi lo, vì với nhiều người đó là món nợ miệng cả đời. Bạn bè mừng mình 1 triệu, sau này mình không có điều kiện, mình cũng phải mừng nó 1 triệu thì đương nhiên, thí dụ như là còn khỏe thì ta còn kiếm tiền để giả lợi được. Thí dụ như nó không may mình ốm đau chẳng hạn, có giả lợi được không? Càng ngày càng có nhiều đám cưới tổ chức linh đình, hàng trăm mâm cỗ, ăn thành vài ba ngày, lượng khách mời tràn lan khiến cho nhiều khách mời nhận được thiệp hồng mà lo ngay ngáy. Cha mẹ nào cũng muốn mình tổ chức cho con cái thật hoành tráng, cho bằng bạn, bằng bè, bằng hàng xóm láng giềng, mà không để ý tới hai nhân vật chính, thường chỉ có những mong ước khá đơn giản về ngày cưới hỏi của mình. Em cũng không muốn là được làm cỗ to hay là linh đình hết. Em chỉ mong muốn là gia đình bạn bè về đông vui, đông đủ để chúc phúc cho vợ chồng em. Chính nhận thức khó thay đổi của các bậc phụ huynh là cản trở lớn khiến nhiều phong trào cưới vui tiết kiệm do các tổ chức đoàn thể vận động không đạt hiệu quả như mong muốn. Đoàn viên thanh niên trong độ tuổi làm đám cưới thì vẫn còn sống phụ thuộc với gia đình, nên là chưa thể tự quyết định được cái quy mô tổ chức đám cưới cho mình được, cũng như là các cái cách thức tổ chức, nên là các bạn thì vẫn phải phụ thuộc với gia đình. Mà các gia đình thì xác định là cái việc cưới hỏi cho con em của mình là một cái việc trọng đại trong cuộc đời của các bạn, nên là các gia đình đều có cái xu hướng là mong muốn là tổ chức làm sao cho con cái mình được linh đình. Và còn việc làm gương của các cán bộ đảng viên cũng chưa tốt, khiến cho nhiều đám cưới vẫn linh đình lãng phí. Trong cán bộ cũng còn rất nhiều những cái cuộc tổ chức đám cưới rất to. Mặc dù và có khi vài chục mâm ăn buổi chiều hôm trước, ngày hôm sau, hàng lên tới hàng trăm mâm, do cái tư tưởng mình chưa có chuyển biến. Chính vì thế cho nên là còn mang cái dớp cũ
của những người trước. Hai nữa là còn có một chút tính toán nào đó để có lợi nhuận. Cưới xin tuy là việc riêng của mỗi nhà, không thể dùng biện pháp hành chính để ngăn cấm, nhưng có thể tuyên truyền, vận động và có quy định cụ thể trong quy ước, hương ước, tục ước của từng địa phương. Quan trọng nhất là nhận thức của các bậc cha mẹ hãy nghĩ nhiều hơn đến việc cưới văn minh, tiết kiệm nhằm giảm bớt nỗi lo cho mọi người và cho chính mình, để ngày cưới thực sự là ngày vui của tất cả mọi người. Đình Chùa Hiến nằm trong quần thể di tích phố Hiến đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Với những giá trị của phong cách kiến trúc đồ sộ qua các thời kỳ, Đình Chùa Hiến còn là cơ sở khoa học để các nhà sử học nghiên cứu, khám phá về sự hình thành và phát triển của phố Hiến một thời. Tham quan di tích Đình Chùa Hiến, chúng ta không những được thụ hưởng những điều thú vị trên, mà du khách còn được thưởng thức vị nhãn ngon ngọt của cây nhãn tổ ở phố Hiến. Đây là cây nhãn đã được xác lập vào sách kỷ lục Việt Nam. Theo các tài liệu và truyền ngôn của nhân dân địa phương, thì đình Chùa Hiến được xây dựng trên một khu đất được bồi đắp sớm. Là trung tâm bến cảng của phố Hiến xưa, phía trước là con đường phố Hiến sầm uất một thời và là dinh thự của Hiến Doanh, tức đại bản doanh của trấn Sơn Nam, nên ngày nay dân gian lấy đó để đặt tên cho di tích là đình Chùa Hiến. Đình Chùa Hiến được thiết kế nằm liền kề nhau. Đình Hiến nằm phía bên trái, được khởi dựng vào khoảng thế kỷ thứ 13 để thờ quan thái giám họ Du đời nhà Tống Trung Quốc. Ông là người có công với triều đình nhà Tống và cũng là người có công trong việc phụng sự Dương Quý Phi nhà Tống lánh nạn xuống phía Nam và tuẫn tiết ngoài biển. Về sau, bà được phong là hải thần và trở thành một trong tứ vị thánh nương trong dân gian Việt. Viên thái giám họ Du đã thoát nạn về vùng Sơn Nam và lập đền thờ bà, nay đền mẫu thờ Dương Quý Phi thuộc phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Sau khi viên thái giám qua đời, nhân dân đã dựng đình riêng để thờ. Hiện tại phía sau đình Hiến vẫn còn ngôi mộ của quan thái giám họ Du. Bên trong hậu cung còn giữ được đôi câu đối: Thế trạch trường tồn ơn đức thánh, hoa dân vạn đại nghĩa thành hoàng. Theo truyền thuyết của nhân dân ở đây, thì trong thời gian quan thái giám họ Du ngụ tại đây, ông đã dạy người dân nghề canh nông, trồng dâu, nuôi tằm, đánh bắt cá, rồi nghề thủ công buôn bán. Chính vì vậy mà đời sống của người dân ở nơi đây luôn ấm no, hạnh phúc. Ngày nay phát huy truyền thống của tổ tiên, cư dân vùng phố Hiến vẫn giỏi nghề nông và thạo nghề chế biến nông sản thực phẩm. Đình Hiến được tu sửa lớn vào thời Lê và thời Nguyễn. Năm 2001, Đình Hiến lại được Bộ Văn hóa Thông tin cấp kinh phí để bảo tồn trùng tu lại. Cũng như những ngôi đình khác ở đồng bằng Bắc Bộ, kiến trúc Đình Hiến không có gì khác nhiều. Tuy nhiên, về quy mô kiến trúc thì khá đồ sộ, nhất là hệ thống điêu khắc gỗ. Các cây cột ở nhà tiền tế đều to, khỏe, bằng gỗ lim. Các bộ vì tại gian trung tâm khá tinh xảo, thể hiện tín ngưỡng của cư dân đồng bằng Bắc Bộ. Những hình tượng đầu hổ phù này có hình dáng khá đẹp, mồm ngậm chữ thọ, mặt bè, mũi nổi khối, được các nghệ nhân chạm khắc công phu, tạo cho bộ vì tránh được sự khô cứng mà vẫn giữ được vẻ đẹp của kiến trúc thuần Việt. Tại gian giữa còn nhiều mảng kiến trúc điêu khắc khác như hình tượng con rồng rất dữ tợn và các đề tài tứ linh tứ quý. Những hình tượng này thể hiện rõ nét đặc trưng của kiến trúc thời Lê. Cửa ngọc, tòa vàng, Phật đã đắp cao nền bảo thiện, thôn hoa, chùa Hiến, sư càng mến cảnh luyện tâm kinh. Đó là hai câu thơ khái quát về chùa Hiến, ngôi chùa nằm ở bên phải đình Hiến. Chùa có tên là Thiên Ứng Tự, tương truyền
chùa được xây dựng từ thời Trần, niên hiệu Thiên Ứng của vua Trần Thái Tông năm 1232-1250 do Tô Hiến Thành, quan đại thần nhà Lý Hưng Công xây dựng. Những năm 1625 và 1790, chùa được trùng tu lại. Chùa Hiến có bố cục kiểu kiến trúc nội công ngoại quốc, gồm tiền đường, thiên hương, thượng điện và ba mặt là hành lang. Giữa thượng điện là tượng Quan Âm Nam Hải ở thế ngồi, có 8 đôi tay bố trí đăng đối. Đầu tượng đội mũ chạm hoa cúc, sen, phổ dung. Phía trước là tượng tứ vị Bồ Tát ngồi trên tòa sen, khuôn mặt đầy đặn trang nghiêm. Các pho tượng này đều có niên đại ở thế kỷ thứ 19. Trên thượng điện chùa Hiến đặt ban thờ nổi bật tượng Quan Âm Nam Hải cùng tứ vị Bồ Tát, thể hiện tâm lý sùng bái vị thần có nhiều phép cứu giúp chúng sinh trên sông, trên biển. Đây là đặc điểm khác biệt trong bố cục thờ tự của chùa Hiến so với các nơi khác. Đó là nơi có nhiều thương nhân trong và ngoài nước đến sinh sống và buôn bán. Đây là tấm bia Thiên Ứng Tự, bia ký Trùng Hưng Công Đức, được dựng vào năm Vĩnh Thịnh thứ 5, 1709, ghi lại việc góp công của để tu sửa chùa. Có 481 người, có quê quán ở nhiều vùng khác nhau, trong đó có 56 người Trung Quốc. Qua tấm bia này thì chúng ta đã phần nào hình dung được về đô thị cổ phố Hiến, nơi có hội tụ nhiều cư dân đông đúc đến để buôn bán. Trên tấm bia này còn ghi nhận, phố Hiến Nam nổi tiếng là nơi đô hội Tiểu Tràng An của bốn phương, và trụ sở Ty Hiến Sát Trấn Sơn Nam đóng ở đất Hoa Dương. Chùa Hiến còn nổi tiếng bởi có cây nhãn tổ, nhân dân thường gọi là cây nhãn tiến vua, nằm ở phía trước cửa chùa. Đây là cây nhãn đường phèn có dáng hình đẹp, mã lụa, quả to, cùi dày, hương thơm vị ngon ngọt đặc sắc nhất của vùng phố Hiến. Nhà bác học Lê Quý Đôn đã từng mô tả, mỗi lần bỏ vào miệng thì tận trong răng lưỡi đã nảy ra vị thơm tựa như nước thánh ngọt trời cho. Mỗi mùa nhãn chín, nhãn thường được chọn hái dâng Đức Phật, cúng thần thành hoàng và để quan lại địa phương tiến vua. Thân cây chính đã già cỗi, bỏ ruỗng, gãy đổ, chỉ còn một nhánh được đắp vun gốc. Chăm sóc phát triển thành cây hậu duệ hiện diện như một biểu tượng của giống nhãn đặc sản phố Hiến Hưng Yên. Theo nhiều tài liệu thì chùa Hiến còn gắn với một sự kiện lịch sử. Đó là vào thời kỳ vua Quang Trung bị quân Nguyễn Ánh đánh đuổi, bà Ngọc Hân công chúa đã có lần về lánh nạn tại khu vực chùa. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, khoảng những năm 1949 đến 1954, đình chùa Hiến là trụ sở của địch. Địch đã bắt nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân về tra tấn tại đây. Di tích đình chùa Hiến hình thành và phát triển gắn liền với sự phát triển của đô thị phố Hiến. Nghiên cứu và khảo sát tại di tích thì sẽ cho chúng ta thấy được những giá trị xưa của một vùng đất đã từng một thời phồn thịnh, hiểu được về đời sống kinh tế, văn hóa và tín ngưỡng của cư dân vùng phố Hiến. Ngoài ra, qua di tích thì chúng ta cũng đã hiểu được cư dân vùng phố Hiến đã có sự giao lưu mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa với cư dân của nhiều quốc gia khác nhau như Trung Quốc, Ấn Độ, Hà Lan. Và mặc dù có sự giao lưu mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, song di tích vẫn giữ được nét kiến trúc thuần Việt, không hề có sự lai căng, pha trộn với kiến trúc của Trung Quốc hay một quốc gia nào khác. Với những giá trị về kiến trúc lịch sử, đình chùa Hiến đã được nhà nước xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 1992. Ngày nay, đình chùa Hiến là di tích quan trọng thuộc quần thể di tích phố Hiến đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Nơi đây đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng được du khách trong và ngoài nước biết đến. Đáng chú ý, với việc khôi phục các lễ hội văn hóa dân gian phố Hiến tổ chức hàng năm vào đầu tháng 3 âm lịch được gắn với các di tích đã góp phần tái hiện về một vùng đất trên bến dưới thuyền xưa đã đi vào lịch sử với câu ca thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh đặc sắc về đình chùa Hiến, dấu ấn của phố Hiến một thời đã khép lại tạp chí văn hóa của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.